Quốc Tuấn có nói là thưa thầy, làm sao để có thể chọn được người có năng lực bán hàng ạ? Bạn phải có khả năng để bạn nhìn nhìn người, và bản thân bạn phải có năng lực thì bạn mới nhìn ra được người có năng lực. Thế thì bạn có năng lực bán hàng chưa? Nếu bạn chưa có, bạn là người chưa có năng lực bán hàng thì chưa chắc bạn đã nhìn ra được đâu là người có năng lực bán hàng. Thế thì bản thân bạn, nếu là bạn làm kinh doanh, bạn là chủ thì bạn phải xác định rõ là năng lực bán hàng là quan trọng số 1. Năng lực bán hàng là năng lực thuyết phục. Năng lực bán hàng là năng lực để là đọc vị người khác. Năng lực bán hàng là năng lực có khả năng để là khiến cho người khác ra quyết định để mua hàng của mình. Đúng không? Đấy, thế thì em phải xác định xem là bản thân xung quanh em, rồi những người là đến để em phỏng vấn, làm thế nào để em nhận ra điều đấy, thì thông qua những trải nghiệm của em, thông qua những trải nghiệm của em để em đặt ra những các cái câu hỏi xem là với tình huống như thế thì ông xử lý thế nào, với những các cái bài toán như vậy thì ông làm thế nào, đúng không, để mình có thể test về cái năng lực. Thế rồi đồng thời là em cũng có thể là hỏi xem là đâu là những các cái yếu tố quan trọng của một người là bán hàng giỏi để xem nó nói thế nào, và đồng thời em xem là cái việc là nó chia sẻ xem là một cái câu chuyện nào đấy mà nó đã thành công, hay là hai câu chuyện nó thành công trong việc bán hàng, để xem nó đã thành công như thế nào. Và nếu em là người mà cũng thành công trong bán hàng, em biết ngay nó nói dối hay nó nói thật. Chỉ cần là nó test hay là xem là mày vượt qua phản đối như nào. Khi khách hàng phản đối thì mày xử lý kiểu gì? Cho nó một vài tình huống khách hàng phản đối về chất lượng, phản đối về dịch vụ, phản đối về điều kiện thanh toán, xem là mày vượt qua cái phản đối đấy kiểu gì, đúng không? Xử lý thế nào? Tình huống xem là bây giờ cái ông này sản phẩm của em nó bị không may, nó bị lỗi, thì lúc đó là xem là vậy ông giải quyết cái bài toán đấy khách hàng phàn nàn xem như nào. Nói chung là tất cả những các cái việc mà em đã trải nghiệm rồi ấy, và em thấy rằng là em giải quyết thành công và em đã vấp váp, thì em sẽ test những cái người như vậy, nó dễ lắm em ạ. Quan trọng là em có năng lực để em nhận ra được hay không, thì cái đấy nó là cái năng lực của chính cái người là người chủ, năng lực của người phỏng vấn, năng lực của người lãnh đạo em ạ. Và vì vậy cho nên là khi mà em muốn nhận ra được cái điều đó thì bản thân em phải có năng lực bán hàng. Ok, còn nếu không ấy thì em rất khó để em nhận ra được. Tất nhiên ấy, nếu mà em không có năng lực bán hàng thì em bảo là nhìn bằng cách là bằng kết quả thằng này bán hàng giỏi, tức là nó ra được doanh số nhiều, đúng không? Đơn giản là cô này cô ra doanh số nhiều, thằng này ra doanh số nhiều và nó chốt được sale nhiều thì đấy. Vậy em có điều kiện để chị để giám sát thằng đấy không, có điều kiện để nhìn thấy điều đấy không, thì đấy là một cách. Còn nếu mà trong trường thông qua phỏng vấn, thông qua trao đổi, thông qua cái cảm nhận, thì em phải xác định là em phải là người trải nghiệm, em phải là người có năng lực mà đã xử lý, đã giải quyết, thì em sẽ nhận ra được nó dễ dàng.